Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Và buổi sáng ngày hôm nay thì mình muốn phản biện một cái nhân vật, đó là cái chị Vina, liên quan đến cái câu chuyện mà chúng ta đang quan tâm. Có thể nói rằng trong suốt một khoảng thời gian dài hơn một năm qua, nó lại xảy ra rất nhiều những cái câu chuyện lùm xùm, và đến cái thời điểm này thì có lẽ mình cho rằng là cái vấn đề pháp lý của đôi bên sẽ được thực hiện. Mình thấy cái chị Vina này nói khá là vô lý, bởi vì xét về mặt hành vi của một số những cá nhân lên không gian mạng để mà đấu tố qua lại với nhau, đó chỉ vì cái câu chuyện của cố nghệ sĩ Vũ Linh thôi, gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh thôi, việc phân chia tài sản thôi, mà họ lại biến tấu họ là những nhân vật chính trong cái câu chuyện này, đúng không ạ? Và nâng cao cái quan điểm của bản thân lên, và cho phép cho cái quyền của mình, tự cho cái quyền cho mình là có thể đổi tên người khác thành một cái tên khác, đúng không? Thành một cái tên khác. Bà nói rằng ví dụ như là Hồng Loan là vô ơn, đúng không ạ? Rồi chị Ni là Ni Ma Cô, rồi bác sĩ Long thì gọi là bác sĩ ADN, rồi Linh Tý thì gọi là chuột. Và cái mục đích của họ, nếu như họ vô tình họ nói như vậy thì không sao. Ở đây á, nếu mà họ vô tình họ nói như vậy thì không sao cả. Nhưng trong một khoảng thời gian dài, họ đã sử dụng những cái tên đó nhằm châm biếm, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, kéo theo hàng loạt những cái vấn đề phía dưới, những cái người khán giả người ta nhìn nhận, người ta đánh giá theo họ. Đúng không ạ? Đó là cái hậu quả, đó là cái hậu quả. Và cái việc mà những người mà cho rằng mình bị hại đó mà đưa đơn tố cáo những cái hành vi đó thì họ được quyền được tố cáo, họ được quyền được tố cáo. Nhưng trong cái clip, và chị ấy cũng đang nói ở trên không gian mạng đó, thưa các cô chú anh chị, chị ấy đang phát trực tiếp, mình chỉ phản biện lại những cái vấn đề mà chị ấy đưa nêu ra để xem là những cái lời nói của chị ấy có hợp tình hợp lý hay không trong cái câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phản biện ngay lập tức. Xin mời tất cả cô chú anh chị, chúng ta sẽ cùng đi phản biện nhé. Thì các chị biết vì sao mà họ rất là mạnh dạn để kéo nhau cùng, mình dùng cái từ cùng chiếm Văn Lê Tín, thì bạn đằng sau họ có sự bàn bạc rồi, và họ đang có ý định là sẽ dồn anh Tín vô cái vấn đề pháp lý. Cụ thể là ở đây là sẽ có hai cái đơn, đó là đơn của cặp vợ chồng Chuột và của bác sĩ ADN. Cho nên ngày hôm qua tôi nhận định, mặc dù khi đó thì thông tin nó rất là mờ nhạt, nhưng mà tôi nhận định đúng, dễ sợ. Cái này đâu cần phải nhận định nữa, bởi vì trong suốt thời gian dài thì anh Tín cũng đã nói về bác sĩ Long và vợ chồng Linh Tý. Có thể là đấu tố qua lại, nhưng mà đơn từ đơn thưa thì mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trước những cái bằng chứng mà mình cung cấp cho cơ quan chức năng, đúng không ạ? Ngay cả bản thân của cái chị Vina, chị cũng đang gọi người ta bằng những cái tên rất là xấu xí. Vậy thì chị có nhận ra rằng mình đang nói họ hay không? Hay là chị lại nói rằng tôi chỉ nói là chuột thôi, tôi chỉ nói là ADN thôi, chứ tôi đâu có nói về bác sĩ Long hay là Linh Tý. Vậy hai cái lá đơn đó ai là người đưa? Trong cái câu chuyện của anh Tín, chị nói rất rõ tên của anh Tín, đúng không ạ? Vậy thì ai là người viết đơn thư kiện anh Tín, đúng không? Ngay cả bản thân, ví dụ như những người đó, ví dụ như là bác sĩ Long hoặc Hồng Loan, chị Ni hay là Linh Tý, nếu họ thấy cái quyền lợi của họ bị xúc phạm, bị chà đạp, nhân phẩm của họ bị những người như các chị đó xúc phạm, thì họ cũng có quyền để mà đưa đơn lên cơ quan chức năng, nói rằng bà Trang Vina này đã tận dụng cái kênh truyền thông của mình là kênh YouTube đó, đã nói về chúng tôi, thay đổi cái tên của chúng tôi như thế này như thế kia, thì chị cũng phải bắt buộc chị cũng phải lên để mà làm việc với lại cơ quan chức năng, có hay không thì chị cũng phải lên đó, là ra hết rồi. Lên đó cái việc giải thích đó là quyền của chị, thì giải thích A, B, C, D gì đó là quyền của chị. Nhưng mà tin hay không, hoặc là có một cái phương pháp gì đó, lại là cái trách nhiệm của cơ quan chức năng. Đó. Chúng ta sẽ cùng đi nghe tiếp. Tôi nói là ông luật sư tới là chủ yếu hỗ trợ cho ông bác sĩ ADN thôi. Là chủ yếu cái đó. Tất nhiên một công đôi việc một phần của vợ chồng Chuột, nhưng mà rất tập trung vào cái vấn đề của bác sĩ ADN. Và đúng y như rằng, khi mà tới phường làm việc, tới đồn làm việc, thì ông bác sĩ ADN muốn vào gặp anh Tín. Nhưng anh Tín cũng không đồng ý. Lý do đưa ra là đâu có gọi tên. Thì các anh chị biết rồi, những cái người mà làm luật sư đồ phải hiểu luật chứ.
tự nhiên người ta gọi là ADN, người vô ơn, người tu hú gì, cái quả đen gì đó, và đòi đi đi bằng, đòi được cảnh cáo. Vậy là ông bố thiên hạ là mẹ thiên nhiên rồi. Bây giờ mình muốn thì mình Nếu mà chị nói là làm luật sư mà không hiểu luật thì chị lại sai. Nếu như anh Tín cảm thấy những người này làm không đúng quy trình của pháp luật, đúng không ạ? Anh Tín cũng có thể đưa đơn để mà tố cáo những cái vấn đề này, hoặc là kiện cáo những cái vấn đề này, kiện ngược lại đó. Vì người luật sư làm việc không đúng quy trình thủ tục, hướng dẫn cho thân chủ của mình yêu cầu sai, rồi này kia lung tung đó. Có quyền được làm như vậy. Nhưng mà ở đây á, mình nghĩ rằng bác sĩ Long cũng không muốn làm rùm beng cái câu chuyện này lên. Và để muốn gặp ở tại phường để làm gì? Để thống nhất cái quan điểm là không nói qua lại với nhau đó, không lời qua tiếng lại, mọi việc cứ để êm xuôi. Theo mình nghĩ đó nha, theo mình nghĩ là như vậy. Chứ còn bản thân mình nghĩ rằng một người bác sĩ như bác sĩ Long thì ông ấy không có chấp nếu như cái người kia biết là sai rồi. Đúng không? Biết là sai. Còn có những cái câu nói mà chị này chị ấy nói rằng cái trách nhiệm của bác sĩ Long hoặc là những cái đấu tố ở trên mạng nó thuộc rất nhiều. Đó, bác sĩ Long thuộc diện là rất nhiều, tham gia rất nhiều vào trong cái câu chuyện này. Nhưng mà mình chẳng thấy đâu cả. Ông ấy chỉ đưa lên cái quan điểm của mình trong cái câu chuyện thôi. Mà cũng mang lên để mà gièm pha họ. Chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng đi nghe trực tiếp cái chị này nói. Có nhiều điều rất là vô lý. thì đăng ký mấy cái tên đó mà nói là tôi xin giới thiệu tôi là vô ơn đây, tôi là quả đen, tôi là cướp cướp sắt đây, đăng ký mấy cái tên đó làm thì ra chuyện gì chứ, mình đâu có có cái tên đó, tự nhiên mình tới này nè. À, mình hỏi thật chị Vina, chị có cảm thấy vui khi mà chị nói về những cái vấn đề này hay không? Mình thì mình chả thấy vui gì cả. Những cái dư luận xã hội mà xấu ấy, mình không thấy vui cả. Có rất nhiều những cái hành vi tội phạm ở ngoài xã hội đó nó hiện hữu, sao chị không nói? Chị đi nghi ngờ, mặc dù nó chưa có một cái kết luận nào, đúng không ạ? Chưa có một cái kết luận nào rõ ràng nhất về cái hành vi phạm tội của họ là quá nghiêm trọng. Mà chị lại đưa lên chị đáng bộ họ, chị nói xấu về họ. Thì chị có đang là sai không? Thử một lần chị nghĩ lại cho lương tâm, cho chính lương tâm của chị về những cái hành vi đó. Thử xem. Nó sai lè lè ra chứ không phải là không sai. Bước lên không gian mạng cứ nghĩ rằng tôi chỉ chia sẻ quan điểm của tôi, phản biện về những cái vấn đề xã hội, dư luận xã hội đang quan tâm. Nhưng mà rõ ràng chị thay đổi cái tên tuổi của họ để làm gì? Chính chị là người, hoặc là những người đang sử dụng những cái câu từ này, là người đang lách luật qua mặt cơ quan chức năng. Đúng không ạ? Để làm sao tôi làm như vậy là không vi phạm pháp luật. Tôi nói như vậy là tôi nói con quạ rồi, tôi nói con chuột rồi, tôi nói cái người vô ơn, chứ tôi đâu có nói cái chị đó. Sai lầm. Chị nhớ lại cái câu chuyện của bạn chị đó là Hàn Ni đó. Có lách luật hay không? Có bị trả giá hay không? Có. Không hề đơn giản một chút nào đâu thưa các cô chú anh chị. Đến khi mà nó xảy ra việc rồi, đến khi cơ quan chức năng người ta tiếp nhận những cái lá đơn tố cáo rồi, thì lúc đó rất là mệt. Rất là mệt. Ta sẽ cùng đi nghe tiếp. Thì xác là cái lý, thì bây giờ cái lý nó đang nghiêng về anh Tín. Cho vậy bây giờ anh mà bị cái vị bác sĩ bắt đồ nào đó mà cứ làm rối anh, cứ nhắn tin gọi để làm phiền anh không ngon ngủ không yên, thì anh phải, anh có cái văn bản tặng anh tới bệnh viện đó mày, anh tới bệnh viện anh làm việc và anh gửi đơn ABC giả tùy anh cảm thấy là anh không có gọi tên người ta, nó có sai gì hết, bị người ta cứ gọi danh tên anh đúng không, anh không có gọi tên người ta mà anh cứ nói là anh nghệ sĩ ra tiếng yêu cầu anh thế này, đề nghị anh thế nào, thì cái đó anh đang có cái lợi thế đó cho nên nói như vậy. Còn bây giờ mình nói cái chỗ đó rồi mọi người nói là không biết là bác sĩ này còn công tác ở bệnh viện không đúng không, theo cái thông tin cho ra được biết tìm hiểu sơ sơ thì đến tháng 8 năm 2024 này á, thì vừa rồi ấy, vẫn thấy có tham gia những cái hội thảo, bây giờ là tháng 10 thì theo tôi nghĩ là vẫn còn công tác đấy chứ đúng không, tôi nghĩ là thế. Bác sĩ này thì người cũng nôm ở Trà U Lâm, cũng nôm, tôi rất là thích người cũng nôm và tôi cũng thích những cái người làm bác sĩ luật sư đồ đó, tại vì nó cũng danh giá đấy nhỉ,
nhưng mà cảm giác là vai trò của bác sĩ mà tham gia bất chấp vô cái drama, chính tai tiếng và vấn đề ADA rồi hả, loạn ngôn suy chụp liên quan cái vấn đề của nghệ sĩ Vũ Luân. Rõ ràng rất là nhiều người biết anh Vũ Luân có vào thăm cố nghệ sĩ, nhưng á trong bác sĩ lại định hướng dư luận rằng là không hề vào thăm. Như thế nào là loạn ngôn thưa chị? Rồi như thế nào là bảo vệ bất chấp thưa chị? Chị thử trả lời xem như thế nào là bảo vệ bất chấp hoặc là loạn ngôn. Tôi chẳng thấy một cái gì gọi là bất chấp hay là loạn ngôn từ những lời nói của bác sĩ Long cả. Bởi vì nếu như bất chấp á, thì ông ấy phải dành hết toàn bộ những cái khoảng thời gian, cùng thời gian của mình, kể cả là thời gian làm việc, để ở bên cạnh Hồng Loan. Đúng không ạ? Ai nói gì về Hồng Loan, ông ấy đều phản bác lại, kể cả chị. Đó, như vậy mới gọi là bất chấp. Tức có nghĩa là không màng những cái hành động nào đó chỉ để bảo vệ cho cái người mà mình muốn bảo vệ. Đúng không? Rồi còn nữa, như thế nào là loạn ngôn? Những cái câu từ của bác sĩ nói là rõ ràng, nói rất là rõ ràng nha, không có một cái lỗi nào trong cái chấm phẩy cả, chứ đừng nói đến là những cái câu từ xúc phạm người khác, chưa có một cái câu từ nào mang cái tính chất là xúc phạm cả, mà rất là lịch sự. Chỉ nói rằng trong khoảng thời gian cố nghệ sĩ ở trong bệnh viện thì tôi chưa thấy VL. Đó, nội dung rõ ràng là như vậy, đến thăm cố nghệ sĩ cả. Bởi vì sao? Mình sẽ giải thích lại một lần nữa. Bác sĩ Long là người trực tiếp thăm khám và nhìn nhận cái sức khỏe của cố nghệ sĩ trong lúc ốm đau bệnh tật, đúng không ạ? Ông ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cái việc mà chăm sóc đó đối với gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Vậy thì trong cái khoảng thời gian cố nghệ sĩ Vũ Linh nằm trong bệnh viện đó, thì gia đình, anh chị em, cô dì chú bác muốn biết được tình trạng của cố nghệ sĩ ra sao thì hỏi y tá có được không? Không được. Bởi vì y tá đâu có cầm bệnh án và có đọc được hết bệnh án đâu. Vậy thì hỏi cố nghệ sĩ có được không? Chắc chắn cố nghệ sĩ sẽ giấu. Sẽ kêu là ba không sao đâu, chú không sao đâu, cậu không sao đâu. Đúng không ạ? Rồi anh không sao đâu, đừng lo. Đó. Vậy thì gặp ai để mà hỏi kết quả? Hoặc là hỏi tình hình sức khỏe của cố nghệ sĩ. Có phải là phải gặp bác sĩ Long hay không? Thì chắc chắn rằng những người nào mà đến gặp bác sĩ Long để mà hỏi tình hình của cố nghệ sĩ ra sao rồi, trong danh sách đó là không có tên của anh Luân. Cho nên bác sĩ Long mới nói như vậy. Chị hiểu chưa? Chị có hiểu được không? Ai người ta lướt qua cái bài viết đó người ta cũng có thể hiểu được. Huống hồ gì một người được cho ăn học giống như chị. Mình thấy chị cũng khá là ok về trong những cái vấn đề phát ngôn của mình, hoặc là những cái tìm hiểu về những cái thông tư bộ luật rồi này kia lung tung đó để áp dụng vào trong cái cuộc sống. Nhưng mà cái cách diễn giải của chị hoặc là dẫn dắt của chị thì nó lại hơi sai. Bởi vì những cái cơ sở của chị nhìn nhận đó là nó đã sai rồi. Từ cái sai đó thì không biết là chị đang cố tình hay là vô tình trong cái vấn đề này. Ở cái clip này mình chỉ muốn phản biện lại những gì mà chị đang nói nó có từng hợp lý hay không, để cho khán giả họ nghe, họ nhìn nhận, họ đánh giá một cách là khách quan nhất. Chứ không phải là tôi phản biện chị là tôi ghét bỏ chị, tôi muốn vùi dập chị. Điều đó là không phải nha. Đối với cái kênh nào thì không nói, nhưng mà cái kênh của mình thấy những cái điều vô lý thì mình muốn phản biện lại thôi. Chị xuất hiện trên không gian mạng thì bắt buộc chị phải chấp nhận những cái quan điểm khác đối với chị. Tại vì bản thân mình nếu như mình làm cái gì đó sai, mình nói những cái gì đó nó sai, nó không đúng với sự thật, thì chắc chắn sẽ có người lên để mà đính chính lại cái vấn đề của mình. Ngay cả bản thân mình cũng vậy thôi. Nếu như mình thấy mình sai, đúng rồi, cái điều đó mình làm hời hợt quá, mình nói khi mà chưa có những cái cơ sở gì đó, mình sẵn sàng xin lỗi họ, sẵn sàng đứng ra để mà xin lỗi cho tất cả những người khán giả. Đó là cái trách nhiệm của một người khi mà có một cái kênh YouTube hoặc là một cái kênh truyền thông nào đó để mà chia sẻ những cái sự kiện của dư luận xã hội lên không gian mạng.
Chị hiểu không? Thôi thì chúng ta cứ đi nghe tiếp xem chị ấy nói gì. Thì ở cái điểm đó dư luận người ta rất là phẫn nộ, bởi vì bác sĩ thì lương y như từ mẫu, mà kể cả như từ từ gì chăng nữa, như từ trường hay từ gì ABC chăng nữa, thì bác sĩ cũng không nên nói như thế, mang cái tính chất kích động định hướng dư luận như thế, thì nó tạo ra cái hậu quả là người ta dựa trên cái điều đó để tấn công vào nghệ sĩ Vũ luôn. Đó là cái hành vi rất là sai. Cho nên là nguyên nhân tại sao mà Nói thật á thì các chị cũng không tin, mà nói dối á thì các chị lại nói rằng á, ông này ông chỉ biết nói dối hay không thôi. Có quá nhiều những cái câu hỏi đặt ra cho bác sĩ thì ông ấy phải, mà những cái câu hỏi này đa phần là ở trên không gian mạng, những người khán giả xem qua những cái thông tin ở trên không gian mạng, vậy thì ông ấy phải trả lời ở trên không gian mạng chứ đâu phải đơn thuần như là ông ấy bước ra ngoài đường rồi cái ông hàng xóm đến hỏi bác sĩ là tình hình như thế nào rồi như thế này như kia ông ấy trả lời đâu, nó khác hẳn. Rồi cái cách nói đía của chị là bác sĩ lương y như từ mẫu hay là từ trường gì đó, nó cũng là một cái đía để mà xúc phạm đến những người đang hành nghề bác sĩ, không riêng gì bác sĩ Long, đúng không ạ? Hãy nhìn nhận lại đi. Mình né đi, mình có thể phản biện lại nhưng mà mình né đi những cái câu từ mang tính xỉa sói mà gây ra những cái nhìn nhận nó xấu xí như vậy. Bởi vì chắc chắn rằng chỉ có những người khán giả yêu thương ủng hộ chị. Điều đó mình đồng ý là như vậy. Nhưng cũng có rất nhiều những người khán giả người ta không thích chị bởi vì họ nhìn nhận thấy cái điều mà chị đang nói nó không có cơ sở hoặc là không đúng. Cái nội dung trong bài viết của bác sĩ Long mình đã đọc cho tất cả mọi người và cũng trưng ra cho tất cả mọi người xem. Các cô chú anh chị cũng có thể xem lại những cái nội dung này hoặc là nhìn lên màn hình sẽ nhìn thấy. Nó rất là rõ ràng và không có một cái gì gọi là để tấn công người khác. Và đến thời điểm bây giờ thì dư luận hoặc là cộng đồng mạng người ta cũng đâu có rảnh để mà đi tấn công anh Vũ Luân đâu. Cái điều mà họ muốn nhắc đến, họ muốn nghĩ đến đó là cái việc là của họ thắc mắc vì sao có người có những người con nuôi mà trong đó thì Vũ Luân là anh hai thì lại sao lại không quan tâm đến người em của mình, đó là Hồng Loan. Họ chỉ lăn tăn như vậy thôi. Đó là cái điều mà mình nghĩ nha. Đó là những cái điều mà mình nghĩ. Và đó cũng là một cái lý do để mà họ đáng phải nghĩ. Họ đặt ra rất nhiều những cái câu hỏi tương tự như vậy. Đúng không ạ? Còn cái tình cảm của Vũ Luân dành cho Hồng Loan như thế nào thì chúng ta cũng không thể nào biết được. Nhiều khi im im như vậy á, nhưng có thể anh ấy có một cái kế hoạch nào đó để giúp đỡ em gái mình thì sao? Chứ chúng ta ở đây không có khẳng định bất kỳ một cái điều gì mà nó mang tính chất là tiêu cực cả. tại sao mà anh bị người ta chất vấn, anh nói này nói nọ lại trong cái chỗ đó, còn cái vụ ADN thì đến mà người biết thời điểm này tại sao người ta lại gọi bác sĩ ADN, tại vì liên quan tới vụ ADN đó, vụ ADN bây giờ nó cũng mờ căm, tất cả bác sĩ thì cũng làm theo quy định chứ đâu, bác sĩ là ngồi trên thiên hạ, ngồi trên luật, ngồi trên bệnh viện, đúng chưa? Cho nên đều có những quy định chứ đâu phải tự tung tự tác vừa làm gì làm. Bây giờ thay mặt cả cái bệnh viện phát ngôn này phát ngôn nọ, mặc dù không có nói là thay mặt bệnh viện nhưng rõ ràng có những cái kết quả liên quan bệnh án mà bác sĩ cũng phải tuân thủ để có những cái bảo mật này nọ, mà rất là mơ hồ mơ màng, cho nên người ta sẽ đặt vấn đề. Và khi mình thắc Liên quan đến bệnh án là sao? Ở trong bệnh án nó có thể hiện cái việc mà ADN hay không? Không ai có quyền mà tung cái ADN ra khi chưa có sự cho phép của Hồng Loan. Pháp luật người ta cũng không yêu cầu Hồng Loan phải trưng cầu ra cái kết quả của ADN. Nhưng mình thấy làm rất là lạ khi mà nhiều người nói rằng á là cái việc mà thử ADN là phải đi thông qua cô sáu chú bảy thì mới rõ ràng nó mới chính xác được, rất là sai thưa các cô chú anh chị. Nó có rất nhiều cách, nếu như theo mình tìm hiểu thì có rất là nhiều cách để mà thử ADN mà nó thực sự là chính xác, nó chính xác đến 99%, không lệch được.
Đầu tiên nó là máu. Vậy thì cố nghệ sĩ đã qua đời, lấy máu ở đâu? Các cô chú anh chị quên rằng người thăm khám bệnh cho cố nghệ sĩ là bác sĩ Long. Và cái mẫu máu của cố nghệ sĩ bắt buộc phải lưu ở tại bệnh viện để thực hiện cái việc. Và cái việc lấy máu là liên tục. Để làm gì? Để kiểm tra, để chuẩn đoán xem là bệnh tình có thuyên giảm hay không, nó có bị ảnh hưởng ở bên trong hay không, như thế nào đó hay không, đúng không ạ? Vậy thì các mẫu máu đó còn ở đó thì liệu có thử được hay không, đúng không? Cái việc thử là thử, còn cái việc trưng cầu ra cái kết quả họ không có cái trách nhiệm để mình trưng cầu. Nói như vậy cho nó nhanh, đúng không ạ? Đó. Rồi còn những cái cách như là xương, mẫu xương cũng có thể cho ra cái kết quả để xác định cái mối quan hệ là cha con. Cho nên cái việc mà ADN nó, mình không muốn nói nhiều ở đây làm gì cả. Bởi vì dư luận đang quan tâm rằng là Hồng Loan có quyền được thừa kế lại những cái tài sản của cố nghệ sĩ hay không, thì chúng ta cứ xét trên mặt là pháp lý. Tức có nghĩa là trên mặt giấy tờ pháp lý đó, thì các thủ tục Hồng Loan là người phù hợp nhất để mà thừa hưởng cái khối tài sản đó. Cho dù là con nuôi hay là con ruột thì cũng không thay đổi được cái vấn đề này, đúng không ạ? Nó là bất di bất dịch nếu như các giấy tờ thủ tục đó nó hợp pháp. Mà muốn biết được cái giấy tờ thủ tục đó nó có hợp pháp hay không thì xin mời những người đi lên hỏi các cơ quan chức năng. Họ cũng đã khẳng định nhiều lần rồi chứ không phải là một lần. Đó. Mà khẳng định như thế nào thì mình cũng đã chia sẻ với tất cả các cô chú chị. Thứ nhất là Ủy ban dân quận Phú Nhuận này. Thứ hai là phòng công chứng. Họ cũng đã làm những cái thủ tục đó cho Hồng Loan, đúng không ạ? Mà đã làm thủ tục thì phải dựa trên cái cơ sở là giấy tờ pháp lý rõ ràng. Đó. Nguồn gốc của giấy tờ đó là có thật thì họ mới làm được chứ. Khơi khơi không không làm sao mà họ làm được. Như ví dụ như là cái tài sản của cố nghệ sĩ để lại như vậy đó. Mình chạy ra qua quận Phú Nhuận, mình nói là tôi là con của cố nghệ sĩ đây. Các ông các bà làm ơn chuyển cái nhà 05 Đoàn Thị Điểm cho tôi. Mình nói thật, chạy không kịp lượm dép luôn. Nó đùa vậy thôi thưa các cô chú anh chị. Thực sự thì chúng ta nghe những cái lời nói của chị Vina này rất là vô lý. Nhiều cái nó rất là vô lý. Còn nhiều điều mà chị ấy nói mang tính chất là mỉa mai lắm. Nhưng thôi thì mình sẽ xin hẹn tất cả các cô chú anh chị trong cái clip sau đi. Bây giờ mình phải đi có việc một chút xíu nên không kịp thời gian để mà chia sẻ tiếp cho mọi người. Tôi hẹn tất cả các cô chú anh chị trong buổi chiều này, mình sẽ làm một cái clip nó dài hơn một chút xíu để rồi phân tích nó rõ hơn. Và một lần nữa xin chúc tất cả các cô chú anh chị luôn luôn có sức khỏe bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.